Hương Giang thực hiện giấc mơ đội vương miện Miss International Queen cho Châu Kim Sang. Thời gian qua, Châu Kim Sang nhận được sự quan tâm từ công chúng sau khi thông báo bản thân mắc phải căn bệnh nặng. Mới đây, trong chuyến đi thăm hậu bối, Hương Giang đã cập nhật thêm tình hình sức khỏe hiện tại của học phó Minh Tú. Ngoài ra, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 cũng có hành động cao đẹp dành cho Kim Sang. Cụ thể, Hương Giang và hot tiktoker Huỳnh Như vừa đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đến thăm Châu Kim Sang. Tại đây, công chúng không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh người mẫu 9X. Theo đó, người thân tiết lộ căn bệnh của cô chuyển nặng trong thời gian ngắn. Hiện, đứa thân bên phải của học trò Minh Tú đã bị liệt dù gia đình đã cố gắng chạy chữa ở nhiều bệnh viện. Trước hoàn cảnh của hậu bối, Hương Giang không khỏi xúc động. Bên cạnh những chia sẻ động viên người nhà, nàng hậu sinh năm 1991 còn chuẩn bị món quà cho đàn em. Cụ thể, cô đã mang chiếc vương miện Miss International Queen, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đến thực hiện giấc mơ đội crown của Châu Kim Sang. Ngày hôm nay em có chuẩn bị điều đặc biệt cho Sang. Đây là giấc mơ của rất nhiều người chuyển giới. Bản thân Hương Giang đã xin phép ban tổ chức. Đây là chiếc vương miện của Miss International Queen. Em nghĩ giấc mơ chuyển giới thì Sang không thể làm được, nhưng Sang sẽ được một lần đội chiếc vương miện này, nữ ca sĩ nói. Trước đó, hot tiktoker Huỳnh Như khẳng định sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chuyển giới cho Châu Kim Sang. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không cho phép. Vậy nên Hương Giang mong muốn một lần được đội vương miện quốc tế sẽ giúp đàn em có thêm ý chí chiến đấu với bệnh nặng. Trước đó, lúc sức khỏe còn ổn định, Châu Kim Sang khiến công chúng không khỏi xúc động khi bày tỏ mong muốn được hoàn thành chuyển giới. Ngoài ra, người mẫu gốc An Giang cũng hy vọng người chuyển giới sẽ được xã hội công nhận về giới tính.